Mẹ bầu ăn gì để dễ đẻ thường? Quá trình mang thai của các mẹ bầu là niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng khi chuẩn bị đón bé con chào đời thì cũng có không ít mẹ bầu lo lắng về việc đau đẻ. Chính vì vậy, việc tìm hiểu những phương pháp giúp cho quá trình sinh thường được diễn ra dễ hơn và nhanh hơn, đó là mối quan tâm của rất nhiều mẹ bầu. Sau đây là những loại thực phẩm giúp mẹ bầu sinh thường nhanh để các mẹ áp dụng trong những ngày chuẩn bị lâm bùn. Các mẹ nhớ bấm theo dõi kênh và đừng bỏ qua video này nhé. Đầu tiên là mẹ uống nước lá tía tối trước khi sinh 1 tuần. 1 tuần trước ngày dự sinh mà mẹ bầu chưa thấy dấu hiệu chuyển dạ thì có thể uống nước lá tía tốt để đẩy nhanh quá trình này, giúp mẹ dễ sinh thường hơn, hoặc có thể uống ngay khi thấy cơn đau chuyển dạ đầu tiên xuất hiện các mẹ nhé. Mẹ chỉ cần lấy một ít lá tía tô rửa sạch, sau đó giã nát hoặc xay lấy nước uống, mỗi ngày uống khoảng nửa lít. Theo dân gian, lá tía tô có tác dụng làm tử cung mềm và mở nhanh, mẹ sẽ dễ dàng sinh thường trong thời gian ngắn nhất. Thứ hai là ăn chè mấy đen vào tuần thứ 33 của thai kỳ. Từ tháng thứ 8 của thai kỳ, mẹ bầu có thể ăn chè mè đen để tăng khả năng sinh thường. Một mẹo nhỏ là mẹ có thể nấu chè mè đen với bột sắn dây, ăn kèm với quẩy giúp dễ ăn hơn. Mỗi lần thì mẹ ăn 1-8 chè và chè nên ăn bắt đầu từ tuần thứ 34 đến 35 quả. Thai kỳ không nên ăn quá sớm các mẹ nhé. Mẹo thứ ba là ăn thơm hoặc dứa khi bắt đầu bước vào tuần thứ 39. Đây là loại trái cây được khuyến cáo là nên tránh xa trong khoảng thời gian 3 tháng đầu của thai kỳ. Tuy nhiên thì khi bước sang thai kỳ tuần thứ 39, chặng đường cuối của 40 tuần thai, các bác sĩ thường khuyên bà bầu uống nước ép dứa, ăn các món chế biến từ dứa. Cách này sẽ giúp mẹ bầu chuyển dạ nhẹ nhàng hơn. 4. Uống nước rau húng quế vào thai kỳ cuối. Theo kinh nghiệm dân gian, để việc sinh thường nhẹ nhàng hơn vào thai kỳ cuối, mỗi tháng, mẹ bầu nên uống 1 đến 2 cốc nước ép rau húng quế. Cách làm vô cùng đơn giản như sau. Mẹ dùng một nắm mọn húng quế tươi, ngâm sữa thật sạch, nếu như nhà trồng được thì là tốt nhất. Sau đó để ráo nước rồi đem xay hoặc giã nát. Bắt lấy phần nước cốt rồi thêm nước đun sôi để nguội. Thêm chút đường phèn vào cho dễ uống. Một cách cũng rất hiệu quả nữa là ăn rau lang. Trong suốt thai kỳ, nhiều mẹ bầu lựa chọn ăn rau lang thường xuyên, vì nó không chỉ cung cấp vitamin, chất xơ và còn cải thiện trứng táo bón thai kỳ một cách hiệu quả. Không chỉ như vậy, giai đoạn cuối thai kỳ, mẹ bầu tích cực ăn rau lang luộc hoặc nấu canh, còn giúp cho cổ, tử cung nhanh mềm, rút ngắn thời gian chuyển dạ để dễ sinh thường hơn. Cách thứ 7 là uống nước dừa nóng. Nếu mẹ thấy xuất hiện những cơn đau chuyển dạ, hãy nhờ người thân lấy một quả dừa tươi, chặt phía trên đầu, sau đó để nguyên cả của dừa như vậy, đặt lên bếp đun cho nóng nước dừa phía trong, rồi lấy ống hút uống hết chỗ dừa ấy ngay khi còn nóng. Cuối cùng là ăn cà tím. Một kinh nghiệm dân gian nữa giúp mẹ bầu dễ sinh thường, đó là ăn cà tím vào tháng cuối thai kỳ. Cà tím có tác dụng giúp cổ tử cung co giãn tốt hơn, nhờ đó mà quá trình chuyển dạ cũng diễn ra nhanh hơn, thuận lợi hơn và giúp mẹ bầu dễ sinh thường. Và trên đây là những mẹo giúp mẹ bầu vượt qua quá trình sinh nở dễ dàng hơn. Tuy nhiên các mẹ cần đảm bảo sử dụng đúng cách, đảm bảo vệ sinh và không quá lạm dụng vì có thể gây phản tác dụng. Ngoài ra thì mẹ cũng nên kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, khoa học luyện tập đúng cách để nâng cao sức khỏe, giữ cho tinh thần thật thoải mái để có thể vượt cạn dễ dàng hơn nhé. Cảm ơn ba mẹ đã lắng nghe. Đừng quên bấm like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình nha.